Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta loát ngược trở lại, server ngược trở lại một file loop từ trống và USB. Chúng ta cũng làm thao tác là chúng ta format USB trên trống. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần menu, vào phần list, enter. Ở đây đại tôi có một file là file Roomba, file loop Roomba, Roomba. Và tôi muốn server cái file này vào trong USB. Thì bây giờ tôi lại ấn và chọn file Roomba rồi ấn standby. Bây giờ tôi ấn quick và tôi xoay xuống phần server list, server file. Ok. Và tôi ấn ok. Hiện tại thì hỏi là chờ mà trống hỏi là tôi có server vào trong phần mục thư mục của trống hay không thì tôi sẽ không. Và tôi sẽ chọn nút là nút to USB để server sang USB. Vâng, nút nó hơi kẹt một chút. Tôi đã nhấn và hiện tại là đã chuyển sang thẻ USB. Và bây giờ tôi sẽ nhấn ở nút server là nó sẽ server vào thư mục thứ 49. Chúc các bạn thành công.